từ nãy giờ bố dạy cái gì? Quả ta. Thấy chưa? Hài hước. Các cậu đã bị bắt. Kịch tính nhưng không kém phần sâu lắng. Chương trình Sức Nước Ngàn Năm, chuyên mục Cái Lý Cái Tình, cung cấp cho khán giả truyền hình những kiến thức pháp luật bổ ích, thiết thực thông qua những tiểu phẩm sinh động, tái hiện những tình huống thường xảy ra trong đời sống hàng ngày. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền Việt Nam.